Hello, chào người. Hôm nay thì mình hướng dẫn cách để bạn cài được Delta quốc tế ở trên iPhone. Rất nhiều bạn yêu cầu mình làm về cái phiên bản này. Trên kênh của mình thì mình cũng thỉnh thoảng mình cũng làm về phiên bản này. Nhưng mà mỗi khi mình làm thì nó rất là ít view và mình cũng rất ngại làm cái phiên bản này vì nó mất tương tác ở trên kênh. Nhưng mà các bạn yêu cầu mình khá là nhiều thì trong cái video này mình sẽ đáp ứng đúng cái yêu cầu của bạn nhé. Đây là phiên bản quốc tế. Phiên bản quốc tế thì các bạn chỉ cần tải về là các bạn sẽ chơi được. Và cái điều đặc biệt là cái phiên bản này thì nó sẽ có chữ X. Đó, mình sẽ vào cho anh em xem nhé. Các bạn vào thì nó sẽ có chữ X thì các bạn vào. Và trên iPhone này thì mình đang có cả hai phiên bản. Một là phiên bản Live VNG và phiên bản thứ hai là phiên bản Delta bình thường, Delta quốc tế đấy. Đây là phiên bản Delta VNG và đây là Delta quốc tế. Thì phiên bản Live thì các bạn vào thì nó sẽ có chữ X nhá. Đây là phiên bản VNG. Mình sẽ phân biệt cho anh em xem nhé. Đó, phiên bản VNG thì nó sẽ mất chữ X. Đó, nó mất chữ X. Sorry mọi người nhé, vừa nãy mình nó lộn. Nó mất chữ X đi. Còn cái phiên bản quốc tế thì nó sẽ vẫn còn chữ X. Đó, mình sẽ vào cho anh em xem. Đó, nó vẫn còn chữ X và các bạn chỉ cần bấm vào chữ X thôi là các bạn sẽ chơi được game. Các bạn nhìn đâu? Đó, đây là cái điều đặc biệt ở trên phiên bản quốc tế. Phiên bản quốc tế thì các bạn chỉ cần bấm vào chữ X này thôi. Sau đó là các bạn sẽ chơi được. Đó, bây giờ các bạn sẽ vào game các bạn chơi. Các bạn muốn chơi game gì, chơi thể loại nào cũng ok. Chỉ cần bấm vào chữ X thôi là được. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cách để các bạn cài đặt. Cách cài đặt cái phiên bản này nó rất là đơn giản. Nó chỉ có một link duy nhất thôi. Cho nên là anh em chịu khó vượt link giúp mình nhá. Mình sẽ để hai cái link, mình sẽ chồng link vào nhau làm hai bước. Thì các bạn chịu khó vượt link giúp mình. Đó, cái link này thì nó rất là đơn giản và các bạn tải về thì các bạn sẽ chơi được luôn. Các bạn cũng không phải cài đè hay là cài bất cứ một cái gì khó khăn cả. Đó, bây giờ thì mình sẽ xóa đi. Đó, mình xóa đi và mình sẽ cài lại từ đầu cho anh em xem. Đó, mình sẽ vào cái Ensign này. Vào cái Ensign. Sau đó thì các bạn bấm vào ba chấm này, bấm vào nhập cho mình. Bấm vào gần đây. Đó, và các bạn tìm đến phiên bản Delta quốc tế, phiên bản mới nhất ở trên phiên bản quốc tế nhá. Đây là phiên bản mới nhất ở trên iPhone. Sau đó thì các bạn sẽ bấm vào đây. Bấm vào đây, các bạn sẽ bấm giải nén cho mình. Sau khi giải nén xong thì các bạn sẽ tìm đến đúng cái thư mục mà nó vừa giải nén. Sau đó các bạn sẽ bấm vào và các bạn sẽ bấm ký cho mình. Các bạn bấm chữ ký cho mình thì nó sẽ chạy phần trăm, nó sẽ chạy từ 0 lên đến 100%. Và hiện tại thì cái máy này của mình vẫn đang sử dụng cái chứng chỉ Free nhá. Đó, mình vẫn đang sử dụng cái chứng chỉ Free. Cái phiên bản chứng chỉ này thì mình dùng khá là lâu rồi, khá là bền. Thì những bạn nào có nhu cầu tải cái chứng chỉ Free này thì các bạn cũng bấm vào phần mô tả trong video. Mình sẽ để cho bạn cái link chứng chỉ này trong phần mô tả video. Các bạn chỉ cần bấm vào và làm theo hướng dẫn của link là các bạn cũng sẽ sở hữu được cái chứng chỉ này thôi. Cách cài chứng chỉ thì các bạn có thể xem lại những cái video cũ trên kênh của mình. Trong video này thì mình sẽ không hướng dẫn cách cài chứng chỉ nữa. Và bây giờ thì các bạn sẽ đợi nó chạy phần trăm. Khi nào đủ 100% thì nó sẽ cho các bạn cài đặt cái phiên bản này vào cái iPhone của bạn. Và mình đang test ở trên con 7 Plus, một con máy quá là quen thuộc rồi. Một con máy cấu hình rất là yếu, rất là thấp, nhưng mà mình vẫn có thể chơi được và mình vẫn có thể cài được. Đó, bây giờ thì mình chỉ cần đợi nó cài cái phiên bản này vào máy. Sau đó thì mình sẽ đăng nhập cái tài khoản và mật khẩu của mình vào cái phiên bản này là mình đã có thể chơi được rồi. Ok nhá. Đến bước này tất cả các bạn đều biết cách cài cái phiên bản Delta phiên bản mới nhất ở trên iPhone. Thì mình xin dừng clip đây. Còn thấy video hay thì nhớ like, subscribe, chia sẻ cho giúp mình để mình có động lực mình làm nhiều video hay và hữu ích cho anh em xem. Một yêu cầu nhỏ nho vậy thôi. Cô chào thị, ok bye, chào mọi người.